Thúy ơi, ở nhà không? À ở nhà con, Tài ở nhà đấy à? Ừ, cháu cô vào nhà rồi nè. Mẹ ở nhà không? Trước hết là nguyện vọng của tôi đó, là dỗ dành riêng Tài đó, là con phải học tối thiểu là có bằng tốt nghiệp cấp 3. Nếu khả năng của Tài mà học nổi tới đâu là tôi sẽ phấn đấu tôi cho học tới đó. Còn Hạnh á, là không có cơ hội để đi học lại, quay lại trường là không có cơ hội, hiếm có lắm. Cho nên á, cháu lớn thì có thể là tôi cho học nghề hoặc là kinh doanh. Nhiều khi ưng ngắm mặc một đồ thư sinh dễ thương dễ sợ, nhưng mà không ngờ về có đứa con nhỏ. Nhưng mà nghĩ lại thôi, chừ lỡ nhưng mà cũng đã biết quay lại trường thì tôi cũng thấy yên tâm rồi. Thành phố trẻ, văn minh, năng động, nhịp sống sôi động của xã hội hiện đại đã ảnh hưởng không ít tới nhận thức và lối sống của giới trẻ. Cùng với sự phát triển của kinh tế, chính trị, xã hội, việc đầu tư cho giáo dục, nhất là giáo dục kỹ năng sống cho vị thành niên, luôn được thành phố chú trọng. Tại cuộc hội thảo về chia sẻ kinh nghiệm giáo dục giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản giữa các trường trung học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức, câu chuyện hai em học sinh trở thành bố mẹ trẻ bất đắc dĩ mà cô giáo Lý chia sẻ đã khiến các thầy cô không khỏi băn khoăn. Theo tôi thì tất cả các em đều có những bí mật riêng của mình. Tuy nhiên em thiếu tự tin hoặc là chưa dám nói với một người nào đó để thực sự tin tưởng của em. Vì vậy có nhiều em đã gặp phải những hậu quả nặng nề. Câu chuyện của tôi không giống như câu chuyện của chị Lý, biết rõ học sinh của mình. Chuyện xảy ra sau một giờ học giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản. Tin nhắn từ một nữ sinh giấu tên bị lạm dụng tình dục gửi đến cầu cứu thầy Sơn vì em không biết phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh này. Câu chuyện đã khiến cả hội trường lặng đi. Ở lứa tuổi vị thành niên, các em cần biết bao sự quan tâm và giáo dục về kỹ năng sống từ thầy cô và gia đình để các em có được những quyết định an toàn và lành mạnh, đồng thời rèn luyện kỹ năng phòng tránh khỏi việc bị xâm hại và các vấn đề về sức khỏe sinh sản khác. Với thành công của mô hình thực nghiệm giáo trình hành trang tuổi hồng tại trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã họp bàn về kế hoạch nhân rộng chương trình giáo dục giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản này cho học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở. Chương trình này tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của tổ chức Rutgers WPF và trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Việc triển khai đại trà cho tất cả các đối tượng học sinh lớp đầu cấp là điều hết sức cần thiết. Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ lập kế hoạch để cho tất cả các em học sinh trong các đối tượng vừa nói được học, được hiểu biết, được có những kỹ năng cần thiết của chương trình chúng ta. Quyết định nhân rộng chương trình giáo dục giới tính, tình dục của Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã nhận được sự hưởng ứng của ban giám hiệu và thầy trò các trường trung học trên toàn thành phố. Theo kết quả thống kê gần đây của Google, Việt Nam là một trong những nước có số câu lệnh tìm kiếm chứa từ sex nhiều nhất trên thế giới. Đây là điều khiến chúng ta phải đặt câu hỏi, liệu có bao nhiêu bạn trẻ biết gạn lọc những kiến thức đúng đắn và cần thiết cho mình? Đã có rất nhiều anh chị giáo viên, với trách nhiệm của người thầy, đã tìm mọi cách để đưa chương trình giáo dục giới tính, tình dục này đến được với nhiều giáo viên và nhiều học sinh hơn nữa. Thầy Sơn, giáo viên trường Phan Thành Tài là một ví dụ điển hình. Sau khi được tập huấn về việc triển khai chương trình, thầy đã chủ động đề xuất với ban giám hiệu trường về việc phổ biến lại phương pháp dạy học tích cực và giới thiệu giáo trình cho các thầy cô khác trong trường. Tôi đang đưa đến các thầy cô một cuốn giáo trình đã đầy đủ về nội dung. Và cái này phù hợp với cái phương pháp như thế, tôi đã hướng dẫn các thầy cô về những phương pháp. Như vậy, không phải những phương pháp này chỉ chuyên dùng để dạy một mình môn này, mà chúng ta có thể áp dụng vào môn công dân, công nghệ, rồi sử, địa, vân vân. Tất cả các môn chúng ta đều áp dụng được. Tôi rất mong muốn là cái chương trình này mở rộng ra, tập huấn được nhiều hơn nữa đội ngũ giáo viên, và thông qua đó chúng ta thúc đẩy cái đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường.
Hai cuốn giáo trình Hành trang tuổi hồng và Thế giới tuổi hoa được biên soạn và thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu và tâm sinh lý của tuổi vị thành niên. Với những thông tin cơ bản, chính xác và hữu ích, hai cuốn giáo trình này dễ dàng được phổ biến rộng rãi trong trường học. Chính vì vậy, chương trình được hàng ngàn học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở Đà Nẵng hào hứng đón nhận. Thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, đóng vai, kể chuyện, làm mẫu, phương pháp dạy học tích cực giúp cho học sinh có khả năng phân tích nhạy bén hơn và sáng tạo hơn. Bên cạnh đó, cách giảng dạy hấp dẫn, sử dụng nhiều tranh ảnh minh họa và các trò chơi phá băng đã tạo được không khí học tập tích cực, hiệu quả, khiến cho mối quan hệ thầy trò thêm gần gũi, tin cậy. Trong tiết học này, bọn em được học rất nhiều điều mới mẻ, không chỉ là những hoạt động ghi chép bình thường. Ngoài ra, bọn em còn được học thêm nhiều ví dụ ở đời sống thực tế, những điều mà bọn em có thể là chưa biết tới. Ở lứa tuổi này cũng sẽ không được tiếp thu nhiều như vậy. Những câu chuyện ở thực tế trong xã hội, những hiểu biết mà có khi bố mẹ cũng không thể nói rõ với bọn em hơn. Khi được áp dụng cái cách dạy mới của thầy cô ở đây thì bọn em có thể dễ dàng tiếp thu và tiếp nhận cái kiến thức của giáo viên hơn. Tiết học trở nên rất là sinh động và gần gũi với cuộc sống ạ. Chương trình này không những mang đến kiến thức về giới tính cho học sinh mà còn giúp cho các em hình thành được các quan điểm, thái độ phù hợp, các em hiểu biết và có những kỹ năng sống lành mạnh và có trách nhiệm. Cái thứ hai nữa là trong cái mối quan hệ giữa học sinh là tôi thấy này, các em nó vượt qua được những cái rào cản tâm lý, mà cái quan hệ giữa học sinh trai với gái nó rất tự nhiên mà cũng rất trong sáng, mà không còn có ruột rà giống như ngày xưa nữa. Cái thứ ba là cái này là chúng tôi cũng đặc biệt rất quan tâm là đứng về mặt phương pháp giảng dạy, thì trong chương trình chúng ta lại áp dụng một cái phương pháp sư phạm trải nghiệm, mà chính bằng cái phương pháp đó nó hỗ trợ rất nhiều ở trong cái phương pháp học tập của học sinh. Phải nói rằng là để dạy được cái chương trình hành trang tuổi hồng này thì nó đòi hỏi phải bỏ công sức ra rất là nhiều. Công sức đó không phải là chỉ là cái công sức của cái việc là phải tìm hiểu kiến thức đối với những giáo viên không phải là chuyên môn sinh, mà công sức đó còn bỏ ra ở chỗ đó là cái khó là mình phải thực hiện cái phương pháp dạy học. Cái phương pháp này là trang bị vừa là phương pháp tự tin cho học sinh khi học những cái bài này, vừa là phương pháp vận dụng ở nhóm, rồi phương pháp vận dụng tất cả mọi cái kỹ năng sống vào trong cái việc ứng xử để mà phục vụ cho việc học đấy. Nhưng mà bù lại thì cái thành quả đưa lại phải nói rằng là ngoài sức tưởng tượng. Việc trang bị kỹ năng sống cho tuổi mới lớn sẽ giúp các em có khả năng ứng xử thông minh và an toàn trước những tình huống khó. Câu chuyện của Trang, nữ sinh trường Phan Thành Tài, khiến người nghe không khỏi xót xa, bởi ở lứa tuổi học trò, cuộc sống của em đã xảy ra quá nhiều biến động do thiếu sự giáo dục về kỹ năng sống, khiến em không thể đưa ra những quyết định sáng suốt đối với bản thân mình. Em xin thuyết trình về dòng sông cuộc đời của em. Em sinh ra trong gia đình giàu có và dưới vòng tay yêu thương của ba mẹ. Em lớn lên trong sự nuông chiều của ba mẹ và những đồng tiền ba mẹ cho em hàng ngày. Vì ba mẹ chỉ biết lo kiếm tiền và không quan tâm tới cuộc sống riêng của em. Em bắt đầu tụ tập với bạn bè, đi những nơi như quán bar, vũ trường và giao du với bạn bè xấu, tập tành, hút chích và ăn chơi. Vì công ty thua lỗ và không có tiền trả tiền cho ngân hàng nên gia đình của em đã sụp đổ. Ba mẹ em vì nợ người ta số tiền rất là nhiều nên phải đi tù. Vì ăn chơi với bạn bè và không có điểm dừng lại. Sau khi em ba mẹ sụp đổ thì em đã không còn tiền và bạn bè không còn chơi với em nữa. Em lâm vào con đường ma túy và em đã đi cai nghiện. Em quyết định làm lại cuộc đời của mình. Sau 3 năm cai nghiện em đã ra về trong tình yêu thương của hai anh trai và của bà con. Em quyết định đi học nghề. Niềm đam mê của em đó là làm design. Sau 1.5 năm em đi học thì em cảm thấy mình chưa học hết cấp 3 và không bằng bạn bè. Nên em nghĩ không có gì hơn là bằng cách mình đi học lại. Và hôm nay và em rất là ngại trước khi là khi đi học, nhưng mà em vẫn cố gắng hòa đồng với bạn bè. Mặc dù em lớn tuổi nhất trong lớp nhưng mà
em cảm thấy rất là vui bởi vì là mình có thể học được nhiều thứ. Và ước mơ của em sau này là được bước lên đỉnh vinh quang của nghề DJ, đó là đỉnh cao của âm nhạc, là niềm đam mê của em. Trong thời gian 6 tháng em đã được tới 4 lần và không có lần nào em thực hiện được hết. Lần đầu tiên là em vạch tay, lần thứ hai là em thắt cổ, lần thứ ba thì em nhảy từ trên nhảy xuống. Nhưng mà lần thứ tư là lần em uống thuốc Zaven tẩy. Lúc em đi bệnh viện là trong mê man, em cũng không biết, không biết ai là phát hiện ra em nữa. Lúc em tỉnh dậy là em chỉ biết là em đang ở bệnh viện thôi. Em nghĩ là chắc là mình còn nợ cái gì đó nên trời không chưa cho em chết. Và thời gian đó em rất suy sụp, em đau khổ lắm. Khi em học trong chương trình Hành Trang Tuổi Hồng thì các bài trước và cũng như là bài Dòng Sông Cuộc Đời của em á, thì em cảm thấy như là nó gắn bó với mình rất là nhiều. Nếu như mà mình học trước á thì mình có thể là kiếm được nhiều đường giải quyết hơn. Nhưng mà lúc mà em vấp ngã thì em lại chưa được học những cái chương trình này. Bởi vậy em thấy á, lúc mà em học á, em rất là quý. Em nghĩ như là mình ước gì là mình được học trước thôi. Nhưng mà sau này bây giờ em học rồi mới biết là hồi trước nay mình nhiều cái mình chọn cũng sai lầm, những cái mình làm em thấy cũng không đúng. Chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản và tình dục này rất phù hợp với lứa tuổi và tâm sinh lý của các em học sinh. Tôi nhận thấy là các bậc phụ huynh là rất ủng hộ khi chương trình này được đưa đến các em. Theo tôi á, chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản và tình dục này rất dễ được nhân rộng. Nội dung giáo dục phổ thông của chúng ta thì cũng có phần quá tải, nhưng mà vẫn thiếu một số nội dung hết sức quan trọng. Trong đó có việc giáo dục những kỹ năng mềm cho học sinh. Nội dung giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản là một trong những kỹ năng mềm hết sức quan trọng. Chính vì vậy cho nên là cái việc đưa cái nội dung này vào trong trường học, đặc biệt là trường phổ thông, là cần thiết và nhất là nó phù hợp với cái định hướng về phát triển con người văn hóa Đà Nẵng. Với những phẩm chất trong một giai đoạn lịch sử mới. Chính vì vậy cho nên là theo tôi đó, thì không chỉ dừng ở cái mức là triển khai trong một số trường thí điểm mà nhanh chóng tổng kết để có thể là đưa ra đại trà cái việc giáo dục một cái nội dung mà tôi cho là hết sức quan trọng này. Việc nâng cao kiến thức về giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản cùng với các kỹ năng sống cho giới trẻ không nên chỉ thực hiện trong một giai đoạn mà cần có sự liên tục và lâu dài. Câu chuyện của Trang, của học sinh cô Lý hay cô học trò giấu tên là những ví dụ điển hình cho thấy ở tuổi vị thành niên, các em cần biết bao sự quan tâm từ gia đình, thầy cô và những người có trách nhiệm trong xã hội. Vì vậy, cần có những chính sách vĩ mô về giáo dục giới tính và kỹ năng sống để định hướng và giúp các em có khả năng ứng phó, vượt qua mọi con sóng lớn, sóng nhỏ trên dòng sông cuộc đời. Từ đó, các em nhận thức cứng cáp và vững vàng trước khi hòa mình lao ra biển đời rộng lớn.